quả bị thế này là bị làm sao đấy anh nhỉ à? hôm nay phải đi chống à. chiếu hết cành rồi thế là em phun đặt nhiều quá em biết bị kiểu gì nhỉ mấy hôm trước này quả xanh bóng bây giờ nó nhem 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 như là bị bệnh ấy lá nó cũng bị như thế, thế là thiếu chất gì, lá nó cũng chấm vàng, chấm đỏ như thế này này, quả nó cũng như thế này, đây quả nó cũng bị như thế, lá cũng bị như thế, bị rất nhiều cây luôn đấy. hôm nay phải đi trống chiếu hết cành rồi. Đó, xin uh, kính chào lại gia đình mình nhé. thì mọi người vừa xem đoạn đầu video đấy là của bác uh, uh, sòng bà bó bác ở uh, Mường Cai, sông Mã, Sơn La. số điện thoại của bác là 0985 927 802. Uh, nhà vườn của bác cái trước đây uh, bác cũng đã sử dụng những cái dòng uh, chống phân tầng quả, phun giữ quả của mình cũng như là kết hợp cái kỹ thuật xử lý của mình. Ba cái dòng cam những năm đầu tiên bác bắt quả bác ấy chưa biết gì bác làm và đã thành công mọi người nhá. Xin chúc mừng bác ấy. À, còn bác ấy gửi video hôm nay thì một số quả của bác ấy tự nhiên nó sáng mã nhưng mà bây giờ thì tự nhiên nó bị sám lại và à, lá thì nó bị à, những cái đốm màu đỏ đấy. À, nó gần cảm tưởng nhìn nó như kiểu là bị à, chảy nước đó là hiện tượng bị uh, loét ghẻ mọi người nhé hiện tượng do vi khuẩn mùa mưa gây hại uh, sổ cộng theo là uh, lấm uh, gây thối cuống quả dụng quả uh, còn cái mà nó làm bị dám cái mã quả thì uh, mình nghi vấn đó là do vườn của bác có nhện thì uh, mình vừa bảo bác kiểm tra xem có nhện không mọi người nhé chứ còn uh, lấm thì nó sẽ không làm cho bị dám quả như vậy được uh, nó dám uh, đen lại quả như vậy được đấy. À, còn à, nhẹ đỏ đấy là do những cái con miệng chích hút thì nó mới hút nó mới làm cho tế bào bị à, chết đi, nó à, mới đen xì như vậy nên là có thể là giai đoạn trước bác cái để bị nhẹ sau đó bác về sau bác lại không phun những cái dòng tẩy rửa sáng mã lên thì nó sẽ bị thì à, trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ À, cùng với bác cũng như là mọi người và mình đã gửi thuốc cho bác đó là để à, kết hợp để à, thằng đồng yêu ông với thằng HC, Với thằng Metalisin ba thằng này cộng lại để à, vừa trừ lấm à, thối cuống quả thối nhũn cộng theo là tẩy rửa để sáng mã để đẹp quả à, đẹp trái lại mọi người nha thì à, mình sẽ chia sẻ với mọi người à, để mọi người biết được những cái dòng thuốc như mình chia sẻ với mọi người rất là hiệu quả luôn À, ví dụ như chai đồng y ông mọi người nhé, đồng y ông nó khác tất cả các loại à, gốc đồng hóa học, đồng y ông nó là đồng hữu cơ cộng được với tất cả các loại ưu nhược ưu điểm của cái này là cộng được phối được tất cả các loại khác vì nó là đồng hữu cơ và nó rất là tốt luôn, nó à, có tính rửa mắt cua này, sáng mắt cua này, có nghĩa là cái lấm à, hồng đấy mọi người, rồi lấm à, tất cả là nó, nó sẽ chịu được mọi người nhé, rửa mắt cua, sáng mắt cua, hạn chế lấm cuống, thán thư. Uh, bông trên sầu riêng rồi cây có múi này Đấy. hỗ trợ đặc trị vàng lá thối dễ ngủ ngày chạy dây này uh, tẩy uh, sạch ghẻ lá ghẻ trái tẩy rong rêu rửa vườn sau thu hoạch nữa này uh, đặc trị lứt thân xì mủ chảy uh, lá à, uh, trồi uh, trà cơi đọt này. vụ đọt này sát khuẩn nấm và vi khuẩn gây hại uh, lá và bộ rễ này Đấy. cực kỳ là tốt mọi người nhá cái này công dụng của nó cực kỳ nó tốt thì à, mình vừa cho bác cái phối hợp là chai này hòa 300 lít nước và chai HC này cũng hòa 300 lít nước mọi người nhé à, gói mesa metalicin này thì hòa 200 lít nước một gói Đấy. bình thường thì vì vườn chưa bị à, dụng quả cũng như chưa bị lấm thì mọi người chỉ cần phối hai thằng này thôi là thằng đồng ông và thằng HC mọi người hòa 300 lít nước mọi người cho một chai này một chai này mọi người phun là ok rồi còn ví dụ như mà vườn đã bị thì bắt buộc mọi người lên cộng thêm một thành phần nữa đó là metalicin à, Thêm cái thằng này vào nữa, đây là nguyên thành phần metalicin Mọi người cộng thêm cái thằng này vào nữa để cho nó đẩy cái sự hiệu quả lên ba thằng trừ lấm này cộng vào thì mọi người phun nó sẽ dừng ngay lập tức đấy, Mình chia sẻ thật sự với mọi người Cái gói này thì hòa 200 lít nước một gói mọi người nha đấy, à, Để mình phân tích uh, rõ từng cái loại thuốc với mọi người Đồng ông thì nó là gốc đồng hữu cơ mình vừa nói rồi mọi người nha nó có tác dụng là nó trị khuẩn nó sát khuẩn nó trị rong rêu tẩy rửa và nó trị vi khuẩn rất là tốt Đấy. nó có tính đồng mát nên là mọi người phun thoải mái luôn kết hợp với được tất cả các loại thuốc khác Đấy. thằng hasa mọi người nhé hasa là những cái dòng thuốc trừ lấm ăn sâu vào trong những cái tế bào đôi chiều của À, con à, à, vi khuẩn lấm nên là nó cực kỳ là tốt về hiệu quả mọi người nhá. Thì à, một cái chai HC này à, là phun được à, hòa 4 đến 600 lít nước nhưng mà giai đoạn mưa nhiều này thì mọi người sẽ đẩy đặt lên một chút thì hòa 300 lít nước một chai này. Đấy, thằng HC này. À, đây là của Mekong à, à Vin mọi người nhá. Và nó là của Likuchi công ty Likuchi Hoàng Thái Long. Hàng cực chuẩn mọi người nhá. Mình dùng hàng không phải hàng trôi lổi hàng nhái hàng gì nên là nó cực là chuẩn luôn và nguồn gốc lấy từ uh, nguồn gốc của công ty nên là giá bao giờ nó cũng được ưu uh, đãi hơn các đại lý nói thẳng là như vậy tại vì sao tại vì là uh, mình lấy thẳng từ nguồn gốc và mình chia sẻ về chia sẻ cho mọi người uh, nếu như ở vùng đại lý của các bạn có những cái mặt hàng như thế này thì mọi người cứ ra đại lý mọi người uh, mua thì uh, mọi người sẽ không phải mất tiền ship nhưng thực sự nếu như lấy từ mình thì mọi người phải mất tiền ship tại vì là mình chỉ lấy giá chuẩn niêm yết của công ty gửi về mình còn mình chia sẻ cho mọi người gửi cho mọi người thì mọi người lấy lẻ từ mình thì mọi người phải chịu tiền ship còn nếu như lấy cả thùng thì mình bảo công ty gửi thẳng cho mọi người thì công ty đã bao ship cho mọi người đấy là cái hình thức là mình gửi cho mọi người là như vậy thì tất cả những bác nào mà cần đến những mặt hàng như thế này Thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại ở góc phải của màn hình à, Hoặc là mọi người liên hệ trực tiếp điện cho em số điện thoại 0386293755 à, Em à, tư vấn thêm và chia sẻ cho mọi người thật kỹ Để những cái dòng thuốc để mọi người phun tẩy rửa sáng mã cho nó đẹp mọi người nhé à, Còn về làm giám quả thì mọi người lên xem có nhện hay không Thì mọi người phun phòng trừ nhện vào để cho nó đẩy sáng mã cộng thêm cái thằng này vào để tẩy rửa, rong rêu trong chóc ra là đẹp mọi người nhé, quả cam cực kỳ là sáng mã và đẹp đấy là thực tế mình xin làm video mình chia sẻ với mọi người tất cả những gì mình biết thì mình chia sẻ, những ai cần thiết đến thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0 ba tám sáu năm em gửi cho mọi người. Uh, hy vọng rằng video em chia sẻ có thể giúp ích được mọi người phần nào về tư liệu trong cây đến đây em xin uh, tạm dừng video ở đây uh, xin uh, kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau thân ái chào mọi người mọi người nhé